Lực lượng hải quan vừa phát hiện bắt giữ gần 200 container hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu có điều kiện về khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng hàng hóa vi phạm lên tới 5 đến 6.000 tấn, trị giá trên 100 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ việc vi phạm có số lượng tang vật lớn nhất do lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ từ trước đến nay. Ngay khi nắm bắt tình hình về lượng hàng nói trên, Tổng cục Hải quan đã kịp thời báo cáo và nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, với quan điểm đấu tranh xử lý một cách kiên quyết đối với số hàng hóa vi phạm này. Đồng thời, thực hiện kế hoạch rà soát số lượng hàng tồn đọng tại các cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng hải quan đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý một cách tổng thể nhằm xác định các lô hàng có hành vi vi phạm ở khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình xác minh rà soát hơn 2.000 container, lực lượng hải quan gồm các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã khoanh vùng khoảng 200 container có dấu hiệu vi phạm cao và đưa vào diện trọng điểm để kiểm tra, khám xét. 200 container này là 200 container đã bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng 389 và Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cụ thể, còn lại đang rà soát và triển khai tiếp đối với các doanh nghiệp khác và các cái đối tượng khác ở trên địa bàn khu vực các cảng của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tránh là các cái đối tượng tẩu toán giạt hàng về các tỉnh lân cận. Quá trình xác minh, rà soát hơn 2.000 container, lực lượng hải quan đã khoanh vùng khoảng 200 container của 25 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm cao và đưa vào diện trọng điểm để kiểm tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 10, số container này đã được khám xét. Trên vận đơn, toàn bộ hàng hóa được khai báo là máy móc đã qua sử dụng. Thực tế, chỉ có một số máy móc nông ngư cơ đã qua sử dụng để phía bên ngoài container. Còn bên trong được lèn chặt rất nhiều điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, thậm chí là đàn guitar, quạt điện, xe máy, xe đạp, mỹ phẩm. Tất cả đều là hàng đã qua sử dụng, hoen dỉ, cũ nát. Quá trình khám xét, lực lượng hải quan đã xác minh hoặc gửi công văn đề nghị xác minh đối với 25 doanh nghiệp nhận hàng tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, cử công chức trực tiếp tiến hành xác minh thông tin của 14 doanh nghiệp có số lượng container nhiều nhất và đang chờ kết quả phản hồi của chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký địa chỉ đăng ký kinh doanh để có biện pháp xử lý. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn đã từ chối nhận hàng, tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo Tổng cục Hải quan là sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp đến mức xử lý hình sự, cơ quan hải quan sẽ xem xét khởi tố vụ án. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra với các container quá hạn làm thủ tục hải quan, container nghi chứa hàng cấm ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.